Campong, hệ thống cơm gà Hải Nam lớn nhất tại Hà Nội, bạn đã thử chưa? Sau khi lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã tổng hợp ý kiến và xây dựng dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đề xuất sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian điều hành công bố giá xăng dầu từ 10 ngày xuống mức 7 ngày, nhằm bảo đảm giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến trên thị trường thế giới. Việc điều hành sẽ được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ. Trường hợp thứ năm trùng vào những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 âm lịch, kỳ điều hành sẽ được chuyển đến ngày mùng 4 tháng 1 âm lịch. Việc điều hành sẽ được thực hiện kể cả vào ngày nghỉ lễ nhằm tránh những việc giá có biến động lớn trong những dịp nghỉ lễ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Liên Bộ Công Thương Tài chính có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng thương nhân phân phối xăng dầu được mua xăng dầu từ 3 đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hợp đồng mua bán xăng dầu thay vì được mua nhiều nguồn như hiện nay. Ưu điểm phương án điều chỉnh vào các ngày mùng 1, 11, 21 hàng tháng là không làm ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp, ổn định tương đối của giá xăng dầu không ảnh hưởng công tác điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ tuy nhiên là nhược điểm chưa phù hợp với đề xuất của một số đơn vị có ý kiến rút ngắn thời gian điều hành giá nên khi giá xăng dầu thế giới vào giai đoạn tăng các đơn vị này lại tiếp tục có kiến nghị